Xin chào các khán giả thân yêu của Tí. Các bạn thân mến, những ngày vừa qua, chắc hẳn các bạn đã nghe tin cựu thủ tướng Nhật Abe Shinzo đã qua đời do bị ám sát đúng không? Ông dành hoài bão cả đời để đưa nước Nhật đi lên, và ông cũng đành phải dở dang gác lại tâm huyết của cuộc đời mình bởi chính tay một người Nhật ngay trong lúc mình đang cống hiến vì nhân dân, vì đất nước. Sự việc diễn ra quá nhanh chóng và bất ngờ khiến ai nấy đều cảm nhận được sự hụt hẫng và tiếc thương một vị tổng thống tài năng, nhân hậu. Và đối với Việt Nam cũng vậy, sự ra đi của cựu thủ tướng Abe Shinzo là một sự mất mát to lớn đối với đất nước, con người Việt Nam. Một người anh em, người bạn thân thiết và đáng kính đã nỗ lực giúp cho quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển tốt đẹp và bền vững suốt bao năm qua. Và các bạn có biết không, có một điều vô cùng đặc biệt ở vị cựu thủ tướng này mà có lẽ chúng ta nghe xong cảm thấy rất tự hào lắm vì quê hương mình. Đó là ông Abe cực kỳ yêu thích món mì Quảng của Việt Nam. Không phải là món ăn hạng sang đắt đỏ nào đó, cũng không phải là một món hiếm có khó tìm trên trời dưới biển, mà chỉ là một món vô cùng bình dân của người dân Việt Nam. Nào nào nào, xuống lại đây để ép kể các bạn nghe về sự tích cựu thủ tướng Abe mê mì Quảng như thế nào nhé. Vào năm 2017, khi tham dự hội nghị APEC ở Đà Nẵng, Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Abe Shinzo đã được Chủ tịch nước Việt Nam đương thời là ông Nguyễn Xuân Phúc mời về Hội An để thưởng thức món mì Quảng. Ông Abe tỏ ra rất hứng thú với chuyến đi này. Đến một nhà hàng 300 tuổi Sakura ở Hội An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Thủ tướng Abe Shinzo lựa chọn món. Sau một hồi tham khảo từ mọi người thì ông Abe đã quyết định chọn chủ yếu những món ăn truyền thống của Việt Nam như bánh ướt kèm thịt nướng, ram rán tôm thịt, bánh bèo, chè bắp và tất nhiên không thể thiếu một món đã được hướng đến ngay từ đầu, đó là mì Quảng. Và đúng là món ăn Việt Nam thực sự rất biết cách mê lòng thực khách. Suốt cả bữa ăn, ông Abe Shinzo đã không ngớt lời khen ngợi về những món ăn thanh đạm mà lại cực kỳ thơm ngon của Việt Nam, nhất là hương vị của món mì Quảng tôm thịt đặc trưng của Quảng Nam. Có lẽ, chính vì ông cảm thấy vô cùng hấp dẫn và ngon miệng nên ông đã ăn được hẳn hai tô các bạn ạ. Ông Abe đã từng chia sẻ rằng, ông thực sự rất yêu thích món mì này. Ông chưa từng thử qua một món ăn bình dân nào mà lại cảm thấy hấp dẫn và thèm ăn đến như vậy. Giống như có một sự lôi cuốn nào đó cứ hướng người ta nghĩ về món ăn đó mỗi ngày vậy. Đúng là khi mà đứng trước sự mê hoặc dạ dày của món mì Quảng thì khó ai có đủ sức để cưỡng lại được. Ở đây có bạn nào lớn lên từ quê hương của mì Quảng không nè? Bạn nào đã từng thưởng thức mì Quảng rồi thì điểm danh cái để cho ép biết không phải mình ép ham ăn nha. Các bạn biết không, mì Quảng được nấu từ những nguyên liệu cực kỳ bình dân. Sợi mì từ gạo, thịt tôm, thịt heo, thịt gà đều là những nguyên liệu gần gũi quen thuộc. Miếng bánh tráng nướng rẻ tiền, vài thứ rau luôn có sẵn ở ruộng vườn Việt Nam. Chẳng thứ nào cao sang quyền quý cả. Ê thế mà nó lại đại diện cho cả một nền ẩm thực chứ chẳng đùa. Nước dùng và sợi mì là hai nguyên liệu vô cùng quan trọng, được xem là linh hồn của món ăn. Từng lá mì dai mềm trắng muốt để trong tô, phía trên là đủ các loại thịt hấp dẫn, hành tươi sắc nhỏ, rau thơm, trứng cút, đậu phộng rang, lùa đũa xuống là thấy được nước dùng đậm đà, béo ngọt phía dưới. Gắp chút rau sống đủ loại, giá đỗ, xà lách, rau đắng, húng quế. Cho vào và trộn đều lên sẽ thấy mùi thơm cuốn hút đến tứa nước miếng mà ăn mãi không chán. Mì Quảng có thể ăn chung với bánh tráng nướng ngọt thơm và ớt sừng xanh giòn, cay nồng đặc biệt để càng thêm dậy vị. Và thuận theo sở thích của người ăn, mì Quảng được biến tấu thành rất nhiều loại. Như mì Quảng xá xíu có thêm vài lát xá xíu, mì Quảng bò sẽ có thêm vài lát thịt bò, mì Quảng cá sẽ có thêm vài khứa cá nạc, còn suất mì Quảng đặc biệt sẽ có đầy đủ cả cá, tôm, thịt, sườn. Nhìn tô mì Quảng bốc khói nghi ngút cùng thịt cá đủ loại gia vị, màu tươi mát của các loại rau và điểm thêm một chút màu vàng thơm bùi của đậu phộng, càng đánh thức giác quan, mang lại cảm giác thèm ăn cực độ. Đặc biệt, mì Quảng phải ăn lúc nóng mới giữ đúng hương vị của nó. Trời ơi, mỗi khi nhớ đến cái vị ngọt thơm lại xem chút cay nồng và béo ngậy của tô mì Quảng mà ép không kìm lòng được. Thèm lắm luôn rồi. Phải cố gắng lắm ép mới không run tay run chân mà tiếp tục kể cho các bạn nghe về sự mê mệt của thực khách với mì Quảng ở ngay sau đây này. Nên các bạn đừng bỏ đi đâu mà hãy tiếp tục ở lại ủng hộ cho sự mạnh mẽ của Ad nhé. Kể tiếp câu chuyện Thủ tướng Abe Shinzo mê mì Quảng Việt Nam, thì ngay sau những chia sẻ sự yêu thích mì Quảng của vị Thủ tướng này,
đã có rất nhiều người Nhật gọi điện đến đại sứ quán để hỏi ăn món mì Quảng ở đâu, hay tại sao món ngon đó chưa xuất hiện ở bên Nhật. Như vậy, từ một bữa ăn chiêu đãi của hai vị thủ tướng, mì Quảng Việt Nam chính thức thu hút được sự quan tâm cực lớn từ đông đảo thực khách ở khắp nơi trên thế giới. Quả là một công đôi việc các bạn nhé! Và không để lỡ cơ hội giới thiệu ẩm thực Việt Nam đến với bạn bè Nhật Bản và quốc tế, màn giới thiệu món mì Quảng Việt Nam tại trang báo kinh tế lớn nhất của Nhật Bản chính thức được công bố. Sau khi bài báo được đăng lên, nhiều người Nhật Bản đã tỏ ra vô cùng thích thú với món ăn bình dân mà lãnh đạo cao cấp nhất của họ đã được thử. Vì thế, đại sứ Việt Nam ở Nhật đã nghĩ ra sáng kiến, đó là tổ chức một nhóm đầu bếp gồm các nghệ nhân, đưa công cụ và nguyên liệu nấu mì Quảng sang Nhật và mời nhiều bạn bè người Nhật tới ăn để bạn bè Nhật có thể thưởng thức mì Quảng. Đồng thời đó cũng là cách quảng bá cho ẩm thực Việt Nam. Họ rất thích và đã đi quảng bá món ăn này. Rất nhiều người sau đó đã liên hệ tìm hỏi địa chỉ ăn mì Quảng ở Nhật. Và thấy mì Quảng nhận được sự quan tâm và yêu thích tại xứ sở Hoa Anh Đào, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật không ngừng quảng bá thêm nhiều món ăn của Việt Nam tới bạn bè Nhật. Và vào năm 2018, khi nhận ra Hokkaido, Nhật Bản không có bất kỳ quán ăn nào của người Việt, vì vậy, một lễ hội ẩm thực Việt được tổ chức ngay sau đó với 500 bát phở, chở xe từ Tokyo đi quãng đường 1.000 km. Các bạn đoán phở có bán được không? Thật bất ngờ khi 500 bát phở chỉ bán nửa ngày là hết sạch. Tô phở nóng, thơm nước mũi của Việt Nam rất hợp khẩu vị với khí hậu lạnh ở Hokkaido. Và ngay một năm sau đó đã có thêm một quán Việt được ra đời ở đây. Năm sau nữa có thêm hai quán Việt và đến nay đã có một hệ thống nhà hàng Việt ở đó. Các bạn Nhật Bản rất thích. Thông qua các nhà hàng này, ngoài ẩm thực, chúng ta còn quảng bá được tranh, áp phích về danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Họ được tiếp xúc với người Việt mình nên các giá trị và ý nghĩa được nhân lên rất nhiều. Và ở một điểm khác, đó là Kagoshima, cực cuối của Nhật Bản. Ở đây cũng không có nhà hàng Việt, nên Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật đã tổ chức một cái Tết cho người Việt Nam năm 2019. Trong đó có các món ăn Việt Nam, làm Tết cho người Việt nhưng mời các bạn Nhật tới nên đã tạo được hiệu ứng như ở Hokkaido. Cho đến bây giờ, các bạn ở Kagoshima đều nói rằng khi có bạn bè đến chơi, họ thường mời đến quán phở Việt Nam. Thông qua đó, người ta tìm hiểu về Việt Nam và văn hóa Việt Nam càng vững chân trên đất Nhật. Thực sự quá đỗi vui mừng khi thấy sự hiện diện văn hóa ẩm thực Việt Nam ở quốc gia anh em Nhật Bản cũng như ở nhiều nơi trên thế giới. Không chỉ là quảng cáo, ẩm thực Việt Nam luôn biết cách khiến thực khách mê mẩn, quên lối về. Còn các bạn thì sao? Có bạn nào đam mê món mì Quảng như S hay không thì comment phía bên dưới để kết tình thông gia nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha!